Khuyết điểm của em là dễ tin người, với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Rung rung tay lạnh ngắt hả? Mà phát biểu câu nào con nấy nó chắc nuôi vậy đó. Rất là vui. Chúng tôi muốn nhìn thấy cái niềm vui này ở cặp đôi thứ hai. Nào bây giờ hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi tặng chị? Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về dạ, mình. Dạ, em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Dạ Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng á chị. Chủ yếu là về sau này nấu cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình à. Mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ, em coi một ngày, em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký à. Và ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ, em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc rồi, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. À vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy chị nói, là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Ừ. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu mối tình nó kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Ừ. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé? Cô bé. Ừ. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới, xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên ở lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa, xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi bây giờ cho cơ hội để quen thử một tuần, nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội tuần mà mới có 5 ngày chia tay. À ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm. Buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm. Ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai không? Dạ. Sao nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng dạ. Được. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em huề. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim.
Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ hả? Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Khuya làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Trời ơi. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. À, mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. À, cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên lên lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có không, có tóc đàng hoàng. Tóc. Dài một thời gian sau có thể có. Không nên nổi. Hơi mập, hơi mập. Hơi mập. Dạ. Hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m8. Dữ vậy, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em. Giàu lòng vị tha, với lại thương người. Em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng. Chỉ cần người đó tốt, với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. Ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Bên đây được hết trơn mà giờ ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Dạ, chắc là không quá. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Nghe bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ, để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ? Dạ, em có cô giáo của em. Cô giáo? À, cô giáo mà tặng quà cho chị. Dạ, đó, dạ. Ở đâu, cô đâu? À, chào cô. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá, thôi chào chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương. Thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng á, khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng bây giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để Trâm làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy lôi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là Trâm có gấu. Cảm ơn cô. Thế cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ, có bạn thân của em. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. Em thấy là bạn gái bên này là để hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối thì ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên. Mình cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh ạ. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì em ơi. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Vậy bây giờ là, bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương. Nhìn rất là có duyên. Giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ, cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ,
Anh có mập quá không? Mập thế. Dạ hơi mập anh... Hơi mập hả? Phải đi. Ủa, nhưng mà sao không thích mập em? Kì dạ vậy? Em không thích mấy người mập mà em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh là ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại, dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào ạ? À? Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, lúc nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. À. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. À, mắc cỡ quá không đọc. Rồi, đọc đi. Đi quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời liền. Ghét hay yêu? Dạ chưa yêu à. Không có, bài thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng, thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn, hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ. 3. Nắm tay nhau đi bạn. Chưa gì cho lo cầm quà liền. Nắm tay nhau. Ngại chưa? Ngại gì nắm đi. Thế là đúng rồi đó, nắm tay. Không nắm người khác, nắm là không kịp. Nắm lại đó nha. Đó. Nắm chặt quá vậy. Cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là cặp loa Soundmat i5 gửi tặng hai bạn. Một cặp vé để xem phim. Chúc hai bạn sẽ có giây phút và thật lãng mạn bên nhau. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Như vậy là chúng ta đã trải qua một ngày thật là tuyệt vời khi mà những cặp họ đồng ý hẹn hò với nhau và mong rằng họ sẽ tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn theo dõi chương trình qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và cũng có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.